Nguyễn Phú Trọng để lại gì, liệu Tô Lâm có đi theo vết xe đổ hay không? Ông Nguyễn Phú Trọng là một tổng bí thư rất tham vọng. Ông muốn nắm giữ quyền lực trọn đời và lưu danh sử sách. Riêng về việc ngồi ghế suốt đời cho đến chết, ông đã tọa nguyện. Còn giấc mơ lưu danh sử sách theo cách mà ông muốn thì ông không đạt được, dù ông rất cố gắng. Ông Trọng lập nên lò đốt tham nhũng nhằm hai mục đích. Thứ nhất là dẹp bỏ các thế lực khác giúp ông ngồi ngay suốt đời. Thứ nhì là để lấy tiếng về một ông tổng bí thư thanh liêm, mạnh tay diệt trừ sâu bọ trong đảng, mang lại bình yên cho nhân dân. Đây chính là cách mà ông muốn lưu danh sử sách. Rõ ràng, ông Trọng chống tham nhũng mạnh tay hơn các tổng bí thư trước đây. Nhưng sự thật, ông càng chống thì chỉ càng phơi bày rõ nét hơn sự xấu xa của thành phần mang thẻ đảng. Lâu nay vẫn lên giọng đạo đức trước nhân dân. Ông Trọng bị mắc kẹt giữa hai phạm trù mâu thuẫn nhau mà ông không nhận ra. Đó là ông chống tham nhũng nhưng lại bảo vệ nguyên nhân sinh ra tham nhũng. Bởi nguyên nhân sinh ra tham nhũng chính là hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng ông Trọng lại là người bảo vệ Đảng Cộng sản đến hơi thở cuối cùng. Thực tế cho thấy ông Trọng càng chống thì tham nhũng càng tăng. Ngay cả những người thân cận được ông chọn kế vị cũng tham nhũng khủng khiếp, để rồi bị Tô Lâm đánh cho gục. Hiện nay ông Trọng được ban tuyên giáo thần thánh hóa, tuy nhiên những điều họ tuyên truyền lại chẳng có giá trị lịch sử gì. Ngay cả ông Hồ Chí Minh hay Võ Nguyên Giáp cũng chỉ là những ông thánh được tuyên giáo tô vẽ mà thôi. Đời thực của họ hoàn toàn khác như vậy. Lịch sử các nước cựu cộng sản trên thế giới đã chứng minh rằng sau khi chế độ cộng sản ở các nước này sụp đổ thì hồ sơ về các lãnh tụ cộng sản cho thấy họ đều là các tội đồ. Những thứ xây dựng trên nền tảng cộng sản đều là phù phiếm, chỉ để lại ô danh trong sử sách. Nguyễn Phú Trọng không thể làm nên điều vĩ đại để mà lưu danh sử sách, thì những điều mà tuyên giáo tô vẽ về ông cũng chỉ là phù phiếm. Ngày sau, lịch sử đất nước cũng chỉ ghi nhận ông là một người cộng sản bảo thủ, kéo chậm sự tiến bộ của quốc gia, chứ không phải là nhân vật vĩ đại gì cho cam. Là người nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong đảng, dẹp bỏ mọi thế lực chống đối trong suốt một thời gian dài, ông Trọng có cơ hội rất lớn để mà làm nên lịch sử nếu ông dám dẹp bỏ Đảng Cộng sản để dân chủ hóa đất nước như Gorbachev của Liên Xô trước đây. Tuy nhiên, ông Trọng đã không làm, ngược lại ông còn ra sức bảo vệ cho cái di sản tệ hại này để nó tiếp tục tàn phá đất nước cho đến ngày hôm nay. Vậy câu hỏi đặt ra là, với ông Tô Lâm thì sao đây? Liệu ông Tô Lâm có đi vào vết xe đổ của Nguyễn Phú Trọng đã mắc phải hay không? Bất kỳ một ai khi đã lên được chiếc ghế Tổng Bí Thư đều có cơ hội để lưu danh sử sách với tên tuổi vượt qua Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Những bước đi gần đây cho thấy ông Tô Lâm có nhiều cái mới hơn so với Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, đấy chỉ là chiêu bài chính trị hay là thiện chí thực sự của ông thì vẫn chưa thể kết luận cho được. Với quyền lực của một tổng bí thư trong tay, ông Tô Lâm hoàn toàn có cơ hội để tạo nên cơn địa chấn chính trị và đưa đất nước tiến lên. Đã rất nhiều đời tổng bí thư hô hào rất mạnh miệng, nhưng rồi đất nước thì vẫn nghèo nàn, lạc hậu, bất công và mất tự do. Còn nhớ vào năm 2006, tổng bí thư Nông Đức Mạnh cũng hô hào đưa đất nước trở thành nước công nghiệp tiên tiến vào năm 2020. Nhưng rồi đã thất bại, thảm hại. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân vẫn là bởi còn tồn tại Đảng Cộng sản. Nếu Tô Lâm muốn làm nên lịch sử, ông hoàn toàn có thể. Nếu ông đủ can đảm để loại bỏ cái nguyên nhân của mọi nguyên nhân, chính là sự độc quyền cai trị của Đảng Cộng sản. Nếu không, ông cũng chỉ đi vào vết xe đổ của Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Nguyễn Phú Trọng để lại gì, liệu Tô Lâm có đi theo vết xe đổ hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Hát bài ca đổi mới trên đất Mỹ, Tô Lâm sẽ là nhà cải cách hay chỉ là ca sĩ?
chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm được dư luận trong và ngoài nước đặc biệt chú ý. Đáng nói là Tô Lâm có cuộc đối thoại về chính sách của Việt Nam tại Đại học Columbia. Người dẫn chương trình là giáo sư sử học Nguyễn Thị Liên Hằng thuộc Đại học Columbia và cũng là giáo sư của Đại học Fulbright, người từng bị phe thân tàu trong đảng lùa dư luận viên tấn công phủ đầu trong thời gian vừa qua. Đáng chú ý, trong lần đối thoại này, ông Tô Lâm nhấn mạnh về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là ý chính mà ông đề cập trong ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 10 vào hôm 18 tháng 8 năm 2024 vừa qua tại Hà Nội. Nói về tham vọng làm được chuyện đại sự cho đất nước thì đâu phải chỉ có mình Tô Lâm hô hào, mà từ trước đến nay còn rất nhiều lãnh đạo cấp cao cũng luôn nói thế. Còn nhớ vào năm 2006, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng từng đưa ra mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp phát triển. Tuy nhiên, chỉ mới đến năm 2016 thì Đảng đã phải thừa nhận mục tiêu này đã hoàn toàn thất bại. Ông Nông Đức Mạnh bị đánh giá là lãnh đạo bất tài nhất trong các đời Tổng Bí thư. Còn theo đánh giá của nhà báo Huy Đức trong tác phẩm Bên thắng cuộc, thì ông Mạnh chỉ đáng làm quan chức cấp phường. Từ trước năm 1975, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa ông Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói: "Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm." Cho tới nay, Đảng vẫn chưa thể chứng minh được rằng câu nói của ông Thiệu là sai. Có thể nói giữa việc Cộng sản nói và họ làm thường không liên quan, thậm chí là trái ngược lẫn nhau. Nếu Cộng sản có thể nói được làm được thì họ đã không cần đến bộ máy tuyên truyền khổng lồ, không cấm báo chí tư nhân, cấm tự do ngôn luận. Nếu một chính quyền tốt thì người dân tự đánh giá sẽ không có sự vu khống nào có thể tồn tại được cả. Như vậy, chỉ cần nhìn cách tổ chức bộ máy nhà nước cũng biết ngay năng lực của Đảng Cộng sản cầm quyền đang đến đâu. Bước lên vị trí cao nhất trong Đảng, ông Tô Lâm có trong tay cả bộ máy tuyên truyền khổng lồ để mà tô hồng thành tích. Tuy nhiên, dù có tô hồng thế nào cũng không che đậy được thực tế, đó là ngân sách dành cho Bộ Công an gấp 16 lần ngân sách dành cho Bộ Y tế và Bộ Giáo dục. Như vậy sẽ không có an sinh nào cho dân cả, mà chỉ có khoan vào sức dân để mà trục lợi. Dân tộc có vươn mình hay không thì phải nhìn vào những lợi ích mà người dân đang và sẽ được hưởng. Tô Lâm đi lên bằng sức mạnh của công an thì ông sẽ gia cố ngành công an, chứ không ưu tiên cho lợi ích của người dân. Công an tiêu tốn tiền thế của dân ngày một nhiều để mà chạy đua vũ trang với phe quân đội, và y tế giáo dục sẽ phải tiếp tục khoan vào sức dân để mà tồn tại. Ở vị trí Tổng Bí thư, ông Tô Lâm có quyền đánh bóng tên tuổi bằng những lời nói có cánh, bằng những mục tiêu cao đẹp. Tuy nhiên, ông có thực hiện hoặc thực hiện được hay không lại là một câu chuyện khác. Với một mục tiêu lớn lao cho đất nước, cần nhiều đời lãnh đạo nối tiếp để thực hiện. Để đạt được điều này, chỉ có thể chế dân chủ mới làm được. Còn độc tài toàn trị thì hoàn toàn không có khả năng. Và vì sao lại nói như vậy? Thể chế dân chủ là một thể chế tự sửa sai. Lãnh đạo đất nước được người dân bầu chọn, nên hầu hết là những người lãnh đạo có năng lực. Nếu dân chọn nhầm, họ có thể loại bỏ người đó thông qua lá phiếu của họ. Đó chính là một trong những cơ chế tự sửa sai của nhà nước dân chủ. Còn với thể chế độc đảng, lãnh đạo đi lên bằng đấu đá nội bộ thì tìm đâu ra người có năng lực để mà đưa đất nước này tiến lên đây. Cho nên có thể thấy rất rõ rằng ông Tô Lâm sẽ chỉ là ca sĩ nghiệp dư hát bài ca đổi mới để mà đánh bóng tên tuổi cho mình. Còn muốn trở thành một nhà cải cách thực sự, trước hết cần phải dẹp bỏ Đảng Cộng sản, sau đó mới có thể đổi mới cho đất nước này. Liệu ông Tô Lâm có dám hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin hát bài ca đổi mới trên đất Mỹ, Tô Lâm sẽ là nhà cải cách hay chỉ là ca sĩ vườn? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de